Thưa quý vị, như chúng tôi đã từng đề cập thì hai ngày qua, đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đổ xô đi mua lương thực thực phẩm tích trữ. Và ngày hôm nay thì cũng vậy, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại các chợ truyền thống, từ 5 giờ sáng đã diễn ra tình trạng chen chau tranh mua, nhất là mặt hàng rau xanh, củ quả. Mặt hàng này đã về chợ nhiều hơn, nhưng giá vẫn tăng gấp 2, thậm chí là gấp 3 lần tùy loại. Nhưng dường như không ai có cơ hội để trả giá. Tiểu thương đưa ra giá nào, người mua trả tiền giá đó, và vì vậy đã có tình trạng mỗi nơi một giá. Không chen đổi tại các chợ, nhiều người chọn cách đi siêu thị. Vì quá đông nên siêu thị Co-op-mart phải đóng cửa lại, chỉ mở để người vào từng đợt. Bên trong siêu thị, mọi người kiên nhẫn ngồi đợi. Đi chợ không thể nào mua được, với lại đông quá, mình không thể nào chen được, mình sợ nữa. Nếu là mua ít rau rồi vậy thôi, chứ cũng không mua chi nhiều, với ít đồ khô thôi chứ cũng không mua chi nhiều. Cái chợ mua nhiều về để chỗ mua, rau không ăn được có 3 ngày chứ mấy. Chứ thôi, chứ chờ mà răng. Sáng nay, hàng hóa tại siêu thị Co-op-mart khá dồi dào. Siêu thị đã tăng cường nhập về rất nhiều mặt hàng rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm, hải sản. Sức mua tăng đột biến, giá ổn định hơn so với các chợ truyền thống. Ở đây đồ cũng phong phú cho nên đi một lần là có thể ăn cả tuần, với là hàng hóa thì nhiều. Nói chung vào đây được thì yên tâm. Vì đã tăng cái lượng cung ứng lên gấp 3 lần, đặc biệt là hàng rau củ, hàng thịt cá trong ngày để đảm bảo cái lượng mua cho người dân. Nếu mà vào những cái thời điểm mà khi khách hàng tăng đột biến và là tập trung mua vào một cùng thời điểm thì chỉ xảy ra cái cục bộ tại thời điểm đó thôi. Tuy nhiên thì hàng thì trong ngày luôn bên đơn vị cũng luôn nhập về nhiều lần trong ngày nên là vẫn đảm bảo được cái lượng hàng ở trong ngày xuyên suốt chứ chưa có xảy ra cái tình trạng đứt hàng cục bộ. Còn tại các quầy bán hàng bình ổn do Sở Công Thương liên kết với một số doanh nghiệp và hợp tác xã, 8 giờ sáng mặt hàng rau xanh dường như không còn. Chỉ còn các mặt hàng thịt heo, thịt bò giá rẻ hơn so với giá ngoài chợ từ 20 đến 30 ngàn đồng trên một ký. Song trên cả địa bàn Đà Nẵng hiện chỉ còn 3 điểm bán hàng bình ổn như thế này, nằm ở hai quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu, nên không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận để mua được. Chưa đừng đợi cái nạn cho mà chưa được đấy, mua thịt bò này đây, rồi rau mình chưa lại mua được rau này. Con ơi, cần giúp cô đi cái nào. Trời ơi, có đừng 30 phút rồi đó, hơn 30 phút rồi. Điểm bán của em là xuất phát là bán được 2 hôm rồi và bán từ là 6 giờ sáng bắt đầu bán, cung ứng cho tất cả những bà con cần nhu yếu phẩm. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đà Nẵng buộc phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cấp bách và đến một bước cao hơn là thực hiện nguyên tắc ai ở đâu thì ở yên đó trong thời gian 7 ngày từ 8 giờ ngày 16 tháng 8 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021. Điều mà người dân quan tâm nhất là làm thế nào để đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm, nhất là rau xanh, cho người dân trong những ngày giãn cách.